vì muốn học tiếng Hàn và muốn trở thành một thông dịch viên tiếng Hàn nên em đã đến Hàn Quốc. Điểm mạnh của trường Sam Nước theo mình thấy thì ở đây các thầy cô rất là nhiệt tình. Khi mà nghe giảng thì cô giáo giảng bài thú vị và rất là vui. Biết được trường Sam Nước là chất lượng giảng dạy rất là tốt. Thứ hai là nó ở khu vực Seoul. Trong khu vực Seoul này thì giao thông xe buýt hay tàu điện ngầm thì cũng chỉ là thuận lợi. Trường Đại học Sam Nước thì phong cảnh đẹp. Ngay trong trường thì có hồ và núi, chúng ta có thể leo núi và ngắm cảnh. Cơ sở vật chất thì cũng rất tốt và các học phí cũng là rẻ nên là mình đã quyết định theo học trường Sam Nước. Hoài Thị,